bình phong, mang đớn đau xác thân tim lòng. Ngày ngày hằng cầu mong ơn Chúa thương thoát cơn đoạn trường. Một ngày lần đường tới tìm gặp đấng cứu tình cho đời. Đến nơi anh ngước nhìn lòng vững tin quỳ xuống van xin. Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, nay thân con sẽ được lành. Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, thì lòng con cũng sạch trong. Lạy Ngài, đấng từ ái, xin nghe con khấn van này. Đường dài gánh nặng vai, nguyện Ngài ra tay đỡ nâng. Nhìn người bị bệnh phong, mang đớn đau Chúa thương trong lòng. Nhận lời Ngài chạm tới, bao vết thương biến tan xa rời. Tìm về trình thầy tế, dọn của lễ tiến dâng ca ngợi. Khắp nơi anh cất lời, miệng hát ca truyền bá uy danh. Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, nay thân con sẽ được lành. Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, thì lòng con cũng sạch trong. Lạy Ngài, đấng từ ái, xin nghe con khấn van này. Đường dài gánh nặng vai, nguyện Ngài ra tay đỡ nâng. Dù rằng người bệnh phong, mang đớn đau xác thân tim lòng. Nào bằng người tội lỗi, đau xác thôi khốn luôn linh hồn. Lòng này giờ nhận lỗi, và từ hối quyết tâm đền bồi. Đứng lên quay bước về, rời bên mê nguyện Chúa thương tha. Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, nay thân con sẽ được lành. Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, thì lòng con cũng sạch trong. Lạy Ngài, đấng từ ái, xin nghe con khấn van này. Đường dài gánh nặng vai, nguyện Ngài ra tay đỡ nâng.